Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyển 12 chương 8 song Hùng Hội, hồi 1 Nhìn thấy Diễm Đình đã đi xa, Thanh Y Tú Sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một luồng sát khí từ phía sau truyền đến. Ông vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Tống Thần Đao đã âm thầm đi tới. Vừa rồi Cao Thiên Uy cùng Chu Lão Phu Nhân nói không giữ lời, thật sự rất vô liêm sỉ. Tuy nhiên, Tống Thần Đao này không ra tay, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh quan sát. Xem ra khí độ của hắn không tầm thường, được coi là kinh địch hàng đầu. Thanh Y Tú Sĩ khẽ mỉm cười nói, Tống Tiên Sinh, Thanh Y Tú Sĩ được xưng khinh công độc bộ võ lâm, nếu muốn rời đi, há các ngươi có thể ngăn cản. Tống Công Mại lắc đầu nói, "Đừng nói Thanh Y Tú sĩ tín nghĩa lớn lao, năm đó Hữu Phượng Quân sư cũng vang danh khắp thiên hạ, há là người thất tín." Ngài đã tự thừa nhận thất bại, chắc chắn sẽ không thất hứa bỏ chạy. Thanh Y Tú sĩ cười lớn, lập tức thân ảnh chợt lóe, lại đã bay trở về trên đài, mọi người thấy thân pháp của ông thật sự quá nhanh, như vào chỗ không người, trong lòng đều hoảng sợ. Lúc này có tám đệ tử của thần đao môn vây quanh đài mọi người đều dốc hết công lực để giữ cho tháp nghiêng không bị đổ tống công mại chậm rãi trở về trên đài chỉ vào thiên tháp nói thanh y trưởng môn y theo chúng ta ước định nếu ngươi thắng trận này chúng ta tự nhiên cung tiễn ngươi rời đi chỉ là ngươi mới vừa rồi bất hạnh bại trận vậy ngươi phải theo chúng ta về kinh gặp mặt giang đại nhân đi cùng chúng ta thôi đang nói chuyện thì có khoảng hơn chục hảo thủ đi tới đều giơ đao về phía thanh y tú sĩ, chỉ cần ông cử động một chút, sẽ dùng đao chém xuống. Thanh y tú sĩ tiến lên hai bước, ngước nhìn tòa tháp cao làm bằng quân bài, lành lạnh nói, người muốn lật lọng, làm hại thiếu nữ yếu đuối, ta có thể phất tay áo bỏ đi, nhưng hôm nay nếu không phá được trò chơi này, e rằng người sẽ đánh giá thấp ba chữ, cửu hoa sơn. Ông ngửa mặt lên trời thét dài, ống tay áo phất một cái, công lực nơi nơi, Quân bài chấn động, tháp nghiêng sắp sụp đổ, tất cả đệ tử đều kinh hãi rút lui. Tống công mại đẩy ra song trường nói, xuống. Một lực nhu hòa cương khí áp xuống, các quân bài rơi xuống, lại khôi phục nguyên trạng tháp nghiêng. Hai người ganh đua một lúc, chẳng phân biệt thắng bại, âm thầm khâm phục lẫn nhau. Lúc này, Cao Thiên Uy cũng đã quay lại trên đài, cười khinh thường nói, thành y tú sĩ, người còn muốn làm gì nữa? còn muốn làm càn sao thanh y tú sĩ tức giận phản ứng cười lớn phủi ống tay áo lấy ra một quân bài trong hộp sắt lạnh lùng nói ngươi nhìn cho rõ thanh y tú sĩ không đấu lại các ngươi vậy thì đường sĩ khiêm sẽ tới phá trận này tống công mại lắc đầu nói cho đến bây giờ ngươi còn không biết tỉnh ngộ chẳng lẽ không biết chính mình đã rơi vào ma đạo sao thanh y tú sĩ cười lạnh nói ma đạo cái gì gọi là ma đạo? Triều đình ngoan độc, tàn hại hiền lương, đây là ma. Hôm nay người đã gieo mầm mống tà ác, thế gian cuối cùng sẽ tập kết nổi loạn, đó là nhiệt quả. Ông nhặt quân bài, lạnh lùng nói, ta hôm nay đi đến bước này, đó là huyết lệ của anh hùng hào kiệt thiên hạ. Cao Thiên Uy nghe hắn gọi đến tàn nhẫn, ngược lại cười ha ha lên. Tống công mại ấn tay xuống đất, phát huy nội lực, làm chủ thế trận tám đệ tử phụ trách trước đó đều cảm thấy mệt mỏi, vội vàng xuống đài nghỉ ngơi. Lúc này thiên tháp lấy nội lực chấn trụ, khiến cho quân bài cố định chắc chắn, trước sau không ngã, nếu nội lực rút đi, tháp nghiêng sẽ sụp đổ ngay lập tức, có thể nói thắng bại được định đoạt bởi tống công mại. Thanh y tú sĩ nếu muốn thắng trận này, tuyệt không cơ hội đáng nói. Mọi người nín thở ngưng thần, đều xem thanh y tú sĩ ứng biến như thế nào. Chợt nghe một tiếng kêu nhỏ, Thanh Y Tú sĩ duỗi ngón tay bắn ra, quân bài bay vèo vèo một tiếng, nhắm thẳng bay lên không, biến mất trong nháy mắt. Mọi người thần sắc mờ mịt, đều không biết chiêu này của ông có ý gì, Cao Thiên Uy cười nói, người được xưng Phượng Vũ, làm sao lại ngu dốt như vậy. Tống huynh, chúng ta dỡ tháp đi. Vừa nói chuyện, Tống Công Mại giơ tay lên, nội lực yếu đi, thiên tháp lập tức sụp đổ khóe miệng của Thanh Y Tú sĩ nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú thanh tú lộ ra sát khí hiếm thấy, ông hất ống tay áo, quát, "Thiên hạ anh hùng." Toàn bộ lên. Gió trong tay áo bay khắp nơi, những quân bài bay lơ lửng, thấy vô số quân bài bay múa giữa không trung, rồi từng cái một rơi xuống theo trật tự, quân bài đầu tiên nằm thẳng trên mặt đất, sau đó là thứ hai, thứ ba, thứ tư. Lần lượt rơi xuống trong nháy mắt hàng trăm quân bài đều xếp thành hàng, xếp gọn gàng tạo thành một thông thiên tháp, cao bảy thước. Thanh y tú sĩ ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói, xuống. Liền vào lúc này, giữa không trung rơi xuống một quân bài, không nghiêng không lệch mà cắm thẳng phía trên thiên tháp. Quân bài này không hề rơi sang một bên mà lại đứng lộn ngược với một góc của hình nón nhọn. Dưới ánh nắng hình nón của quân bài tỏa sáng mờ ảo khiến những nhân sĩ có mặt phải ngạc nhiên. Cao thiên uy sừng sốt, run giọng nói, ngươi, ngươi, đây là võ công gì? Thanh y tú sĩ không trả lời, chỉ nheo mắt lại, bình tĩnh nói, ta đã phóng quân bài, giờ đến lượt các ngươi. Giữa sân mọi người nhìn chăm chú, trước mặt họ là tòa thiên tháp cao khoảng 7 thước, những quân bài trên đỉnh đứng nghiêng, như thể đang đội mũ quan, thật không thể tin được. Quân bài này được làm bằng cây bách đỏ tứ xuyên, phủ sơn đỏ, cứng rắn như sắt lại trơn trượt như dầu, nhưng không biết thanh y tú sĩ đã làm như thế nào. Các cao thủ nghĩ tới nghĩ lui, quân bài kia tất nhiên phải có nội lực thâm sâu của thanh y tú sĩ thì mới có thể xuyên thủng lớp gạch gỗ bên dưới và ổn định phần đế. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ, lại nghe nghiêm tùng thở dài, lợi hại, lợi hại, thật đáng kinh ngạc, thật tuyệt vời, chiêu kim giác trùy này đều có thể không thầy dạy cũng hiểu. Thanh y tú sĩ không hổ là mưu sĩ thiên hạ, mọi người nghe hắn tán thưởng như thế, nghĩ đến kim giác trùy thực sự là một đại chiêu khó. Trong chốc lát vô luận là tống công mại hay cao thiên uy ra tay, cục diện tất nhiên khốn đốn. Giờ phút này đỉnh thiên tháp đã thành mũi nhọn, muốn đặt đồ vật thì phải đặt ở những góc nhọn, nhưng quân bài này trơn không bắt được, nếu đặt nó lên các góc nhọn sẽ trượt xuống đất ngay tại chỗ. Nói đến thật không có giải pháp. Thanh y tú sĩ mỉm cười nói, chưa vị, Ai nguyện chơi ván kết cục này? Cao Thiên Uy bật cười, vạn không nghĩ tới thế gian lại có việc lạ bậc này, hắn không biết ứng biến như thế nào, liền chỉ trầm mặc không nói. Lại nghe Tống Công Mại hừ một tiếng, trầm giọng nói, "Lão phu tới tiếp chiêu của ngươi." Nói xong, ông ta nhặt quân bài lên đứng cạnh thiên tháp. Ông ta thân hình cao lớn giống như sát kim vậy, đứng cạnh thiên tháp còn cao hơn nửa cái đầu nhưng thấy ông ta dơ quân bài lên nắm chặt tay vận nội lực, chuẩn bị ra tay ngay tại chỗ. Mọi người đều thầm kinh ngạc, lúc này đỉnh tháp giống như một hình nón, không thể đặt được thứ gì cả, theo quy củ tống công mại phải đặt lên một quân bài, nhưng họ không biết ông ta sẽ làm điều đó như thế nào. Chẳng lẽ để quân bài lơ lửng trong không khí? Mấy người tâm tư nhạy bén vội vàng nghĩ biện pháp, Hình Huyền Bảo suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, lập tức ho khan hỏi nghiêm tùng nghiêm trưởng môn tình huống này có biện pháp ứng biến nào không nghiêm tùng gật đầu nói cao thủ phái ta trước đây đã luyện thần lực có thể dùng loan nhi oản tới phá kim giác trùy mọi người nghe loan nhi oản lại không biết đó là chiêu thức kỳ diệu gì tất cả đều đang suy đoán không ngừng chỉ là trên đài cao thiên uy không mấy hứng thú như vậy chỉ thầm kêu khổ mà thôi tống công mại đao pháp tuy rằng lợi hại lại chỉ am hiểu võ công ngoại môn việc tinh tế như xếp tháp gỗ này, một tráng hán như hổ làm sao có thể thuận lợi làm được. Đang muốn mở miệng ngăn cản, lại nghe tống công mại ngửa mặt lên trời quát, thần đao kính. Nhưng khi nhìn thấy hắn giơ tay lên đập xuống, một tiếng nổ lớn, tháp chấn động, tống công mại lập tức lên tiếng đếm, hét lên, thanh y trưởng môn, ta đã làm rồi. Bây giờ đến lượt ngài. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy ông ta hoàn thành việc sắp xếp trong vài giây, vội vàng nhìn lên đỉnh tháp thoáng chốc kinh ngạc hô lên chỉ thấy đỉnh tháp bài hình dạng uốn lượn bị nội lực hùng hồn của tống công mại biến thành hình cái chén con bài bị kẹt ở một góc nhọn lắc lư không vững mọi người ồ lên thành tiếng sôi nổi tán thưởng mới nhận nhận ra ý nghĩa loan nhi oản mà nghiêm tùng nói là gì có vẻ như quân bài phải được đặt ở một góc nhọn và phải được tạo thành hình cái chén làm móc nếu không sẽ khó thực hiện được chỉ là quân cờ bài này được làm từ gỗ bách đỏ, cứng như quả óc chó, muốn uốn cong thì không có sức mạnh lớn chắc chắn cũng không thể làm được. Thấy sức nắm của tống công mại vượt xa người thường, sánh ngang với ngạnh công của thiếu lâm, mọi người đều rất khâm phục. Tình thế nghịch chuyển, lúc trước thanh y tú sĩ đảo ngược quân bài với các góc nhọn hướng lên trên, đã là một tuyệt chiêu khó có thể hóa giải, nhưng tống công mại thực sự không thể tin được còn có thể biến quân bài thành hình cái chén với ngạnh công của mình. Chiếc bát trơn trượt được đặt trên chóp tháp, bối thành hình cung, không ai có thể đặt bất cứ thứ gì lên đó. Thế trận này đã là không có giải pháp. Hình huyền bảo biết nghiêm tùng sở trường về thông thiên tháp liền vội vàng hỏi, thế nào? Trận này có thể cứu được không? Nghiêm tùng ho khan nói, kim giác trùy một khi bị loan nhi oản phá giải, thường là tính chơi xong rồi. Mọi người nghe xong lời này, sôi nổi gật đầu. Xét theo kinh nghiệm của nghiêm tùng, hắn nói tình huống này không có biện pháp giải quyết, đối thanh y tu sĩ hẳn là không có hy vọng. Tống công mại cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, thanh y trưởng môn, dù tâm cơ của ngài có thâm sâu đến đâu, cũng không thể làm gì vào lúc này phải không? Chiêu loan như hoàn này thực sự quỷ dị, không chỉ cởi bỏ nan để đối phương đặt ra mà còn đánh bại được đối thủ, trong chốc lát thanh y tú sĩ muốn phóng quân bài, dù cố gắng thế nào cũng nhất định sẽ thua. Thanh y tú sĩ tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng chỉ có thể cầm quân bài, ở đằng kia suy nghĩ xuất thần. Nghĩ đến hắn tài trí tuy cao, lại cũng vô pháp cởi bỏ nan đề. Cao Thiên Uy thích nhất lời nói lạnh nhạt, nhất thời cười nói, người muốn níu kéo để làm gì? Mau mau nhận thua đi. Chẳng lẽ một hai phải xấu mặt khoe mẽ, tự biến mình thành trò cười không, mới chấp nhận chịu nhục. Thanh y tú sĩ cười khổ, cúi đầu nhìn kỹ các quân bài thở dài, tình thế như thế, tại hạ không có lựa chọn nào khác, chỉ có tận lực thử một lần. Tống công mại nghe ông còn muốn thử lại, nhịn không được kêu lên một tiếng, nói, trưởng môn nhất định muốn làm, ta cũng không phản đối, xin mời đi. Giờ phút này thiên tháp đỉnh công hoạt như chén, thanh y tú sĩ nếu phóng quân bài lên, chúng sẽ vỡ ra ngay lập tức nếu thực sự phương pháp phá giải kỳ diệu tống công mại tự cũng muốn mở tầm mắt một phen lập tức duỗi tay mời khách mời ông ra tay thanh y tú sĩ khẽ thở dài càng không nói chuyện thoáng chốc cũng không thèm nhìn tới tùy tay ném quân bài lên trời sau đó nhắm mắt lại lần này quân bài bay lên trời hoàn toàn không hướng về tháp bài mà bay vào một góc sân không chỉ tống công mại kinh ngạc mà cả đám người cao thiên uy nguyên dịch và nghiêm tùng cũng rất ngạc nhiên mọi người khó hiểu nhìn về phía thanh y tú sĩ tự hỏi ông rốt cuộc đang có chuyện gì bí ẩn nào biết thanh y tú sĩ lại phảng phất giống như không nghe thấy chỉ là nhắm mắt không nói tống công mại cười hắc một tiếng nhíu mày nói không phải ngươi đã nói sẽ phá trận này sao tại sao làm ra những chuyện vô nghĩa như vậy thanh y tú sĩ nhắm mắt lại nói môn chủ đừng vội quân bài sẽ quay lại sớm thôi mọi người lắng nghe, mọi người nghe xong lời này đều a à một tiếng, không biết ông có quỷ kế gì. Dưới đại đám người cao thiên nghiệp không nhịn được sự khó chịu, nhất thời lớn tiếng rít gào. Ngươi muốn động thủ liền mau, đừng ở đó giả thần giả quỷ nữa. Thanh Y tú sĩ mặc cho mọi người chửi bậy, lại chỉ nhắm mắt dưỡng thần, trông như lão tăng đang nhập định. Tống công mại cao mày nói, nghiêm Tùng sư huynh, Thanh Y trưởng môn chưa làm đổ thiên tháp nhưng ông ta cũng chưa đặt quân bài lên đỉnh tháp làm thế nào để tính toán thắng bại nghiêm tùng từ trước đến nay mưu trí đa đoan tài ăn nói càng là lợi hại giờ phút này lại biểu tình xấu hổ lắc đầu nói ta ta cũng không biết tại hạ trước nay chưa thấy qua sự việc thế này lời này quả thật đúng với tình hình hiện tại ai mà không kinh hồn táng đảm khi cầm những quân bài và đặt chúng lên đỉnh tháp làm sao có người lại ném loạn như vậy Nghiêm Tùng biết vậy chẳng làm, chỉ hận chính mình thiết hạ biện pháp tỉ thí thông thiên tháp này. Trước mặt những võ lâm kỳ tài này, nhiều quái chiêu lộ ra, khiến mọi người hét lên không thể tin được, nhưng lại khiến chính mình bị người ta bức không chỗ dung thân. Thanh y tú sĩ chợt ngươi đem quân bài ném ra, tần trọng hải tự cũng thầm giật mình, không biết ông có tuyệt chiêu cứu mạng gì, đang nghĩ ngợi, sau gáy đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống, lạnh thấu xương, đang ngạc nhiên vội vàng đưa tay sờ gáy, chộp lấy một vật, chỉ thấy vật đó có hình dạng giống như một thanh thẳng có bốn góc ở hai đầu, hóa ra là một quân bài. Tần Trọng Hải trong lòng dùng mình, thầm nghĩ, thanh y trưởng môn biết ta tới, ông ấy đang cầu sự giúp đỡ từ ta. Hạng thiên thọ ở một bên thăm dò, cả kinh nói, đây là thứ gì? Tần Trọng Hải cười hắc hắc, nói, đây là huyết lệ huynh đệ sơn trại chúng ta hạng thiên thọ cả kinh nói huyết lệ đó là cái gì tần trọng hải nhìn trên đài có hàng trăm người có tám đại phái chính đạo có tứ đại gia tộc vây xung quanh đài càng có không ít người mở miệng quát mắng khiến thanh y tú sĩ càng thêm cô độc tần trọng hải cắn răng một cái con mẹ nó những người này uổng xưng danh môn chính phái dám ức hiếp huynh đệ sơn trại ta như vậy có tần trọng hải ta ở đây tuyệt không bỏ qua cho bọn họ Nhớ tới lúc trước chúc lão thái bà vũ nhục mẫu thân, càng là giận dữ phát điên, hổ giống một tiếng, nhảy ra khỏi bức tường, lao đánh tới phía đài. Mọi người thấy thanh y tú sĩ nhắm mắt đà tọa thần thái cực kỳ thanh nhàn, không khỏi thầm giận trong lòng, cao thiên uy đang muốn mở miệng mắng, đột nhiên một người từ trên trời giáng xuống, người này thẳng tắp dừng ở trên đài, giống như một phi tướng quân, nhưng trên tay lại cầm quân bài cười lớn, mụ nội nó cuối cùng cũng đến lượt lão tử lên đài. Trên đài mọi người đại kinh thất sắc, vội vàng tránh đi. Chỉ có thanh y tu sĩ đang ngồi thiền một mình, như thể đang bất tỉnh. Mọi người vừa kinh vừa giận, đều không biết người đến là ai. Tống công mại đầy kinh ngạc nói, này, vị này chính là. Thanh y tú sĩ chậm rãi đứng dậy nói, môn chủ chớ có kinh ngạc, bởi vì quân bài này có liên quan đến khí vận, đường mỗ không dám tự tiện làm chủ. Lúc này mới thỉnh kiêu hùng lại đây, chiếu cố một phe, thỉnh chớ trách. Tống công mại sừng sốt, hỏi, kiêu hùng. Thanh y tú sĩ bình tĩnh nói, trên phố phường, mỗi nơi đều những anh hùng giấu mặt, cho dù triều đình có mạnh cuối cùng cũng không thể chấn áp được. Nói rồi nhẹ đẩy lưng người nọ, tần tướng quân, có anh hùng chính giáo thiên hạ tại đây, lúc này liền thỉnh ngươi ra tay đi người tới biểu tình hào phóng thần thái uy vũ lại có chân sắt không phải nghịch tử phản nghịch triều đình đương kim thủ lĩnh nộ thương sơn tần trọng hải thì là ai tần trọng hải đi đến chỗ tống công mại đặt lên đầu vai lão hán này giống như thân thiết nói lão tiểu tử nghe xong ba chữ tần trọng hải cuối cùng nhận được ra ta không tống công mại sắc mặt khó coi thần đao kính phát động đẩy tần trọng hải ra ho khan một hồi nói liễu môn nhị tướng văn dương võ tần, ai mà không biết. Ta vẫn luôn có nghe nói tần tướng quân tần trọng hải kiêu dũng thiện chiến, có gan có mưu, hôm nay được diện kiến mặt hồ, không khỏi vui mừng. Lời này vừa nói ra, mọi người trong sân đều hô to lên, đám người cao thiên uy, chúc lão phụ nghe xong ba chữ tần trọng hải không khỏi khiếp sợ. Tần trọng hải bình thường phần lớn thời gian ở trong quân, hiếm khi đi lại trên giang hồ, ngoại trừ những người đứng đầu không phải ai ở đây cũng biết đến hắn. Lúc này mọi người đều sôi nổi ghé tai, hỏi về lai lịch của Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải bỗng nhiên tới, người này chính là thủ lĩnh của nộ thương Sơn, lần này thiêu thân lao đầu vào lửa tức là tự tìm cái chết. Cao Thiên Uy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức cười lạnh nói, Tần Trọng Hải, ngươi muốn chui đầu vô lưới, đừng trách ta bắt ngươi về. Tần Trọng Hải cười lớn, lão huynh ngươi động tay giống như con mèo ba chân, nói chuyện lại giống công phu sư tử ngoạm, mau mau cầm miệng cút ngay đi. Đỡ để lão tử phải giết hết đồ tử đồ tôn của ngươi để chút giận. Cao Thiên Uy là người đứng đầu của tứ đại gia tộc, không tưởng tượng được Tần Trọng Hải lại mở miệng khinh miệt như vậy, sắc mặt lập tức tái mét. Đang nói chuyện, hạng thiên thọ cũng đã phi thân lại đây, tới bảo vệ bên cạnh Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải nhìn thiên tháp, ném quân bài trong tay rồi nói, đường tiên sinh, ông muốn ta tới chơi trò này. Thanh y tú sĩ gật đầu, nói, vì ngươi leo lên châu mẫu lãng ma, cửu châu kiếm vương mời hảo hán sơn trại ngày cũ gặp mặt, thạch cương, lục cô chiêm, lý thiết sam tụ tập trung nghĩa đường, đại cục rất hứa hẹn. Hôm nay thiên hạ anh hùng nghền cổ nhìn ra xa, đều đang đợi một tay đánh bài tốt như ngươi mặc dù tống công mại không hiểu dụng ý của thanh y tu sĩ nhưng lúc này cục diện đều ở trong lòng bàn tay mặc kệ là ai lại đây kết quả đều là giống nhau hắn nói chuyện không mất lễ nghĩa khí độ lập tức gật đầu nói nghe nói tướng quân chính là hậu nhân của lão trại chủ nộ thương sơn lần này tần tướng quân ra tay là thỏa đáng nhất tần tướng quân xin hãy ra tay tần trọng hải cười lớn đừng gấp muốn nhận thua sợ không có cơ hội sao hắn học bộ dáng của thanh y tu sĩ, ném quân bài lên không trung mọi người ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy quân bài kia sông thẳng tận trời, thế nhưng biến mất không thấy. Mọi người hét lên, không biết Tần Trọng Hải đang làm cái quỷ gì, liền vào lúc này, nghe thấy một tiếng hét kỳ lạ trong không trung một con én lao tới, ngậm lấy quân bài trong miệng kêu lên vài tiếng rồi bay vòng tròn trong không trung, rồi lại muốn bay đi. Mọi người thấy thế, nhịn không được cất tiếng cười to. Tần Trọng Hải không hề tỏ ra xấu hổ, giữa tiếng cười của đám đông, hắn xoay mình dồn khí đan điền, gầm lên điên cuồng. Tiếng gầm như sấm, phảng phất rồng ngâm hổ gầm, ngày xưa Tần Trọng Hải đi chinh phạt Tây vực, giữa vạn quân phát ra tiếng gào rít giận dữ, có thể làm rung chuyển thủ lĩnh của kẻ thù. Lúc ấy thần công chưa thành, liền giống như thiên uy khí thế, hôm nay đã thông huyền quan, toàn thân âm dương sáu kinh đúng thời cơ tự do chuyển động, tiếng hô càng như vạn hồ rít gào, chấn động đài cao, binh khí của mọi người khách khách dung chuyển, ngoại trừ các cao thủ như Nguyên Dịch, Tống Công Mại, Thanh Y Tú Sĩ, những người còn lại đều bịt tai lại. Cố gắng hết sức để chịu đựng. Tần Trọng Hải gầm lên không ngừng, chim én giật mình, mỏ chim vừa buông ra, quân bài lại rơi xuống. Trong tiếng gầm gừ, Tống Công Mại bình tĩnh nói, Tần tướng quân, thứ cho ta nhắc nhở một câu. Chiếu lúc trước ước định, chỉ cần ngươi làm đổ Thiên Tháp, Thanh y Trường môn sẽ theo chúng ta hồi kinh, còn thỉnh ngươi cẩn thận. Lúc này Tần Trọng Hải ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, nhưng lời nói của Tống Công Mại lại có thể nghe rõ ràng. Điều hiếm hơn nữa là lời nói của hắn rất bình tĩnh, không hề lộ ra vẻ gì kiêu ngạo. Người này thân là một trong tứ đại gia tộc, công lực quả nhiên không giống người thường. Tần Trọng Hải ngừng huyết sáo, thầm nghĩ lão cầu này quả nhiên thật sự có tài, thật cũng không thể xem thường. Lúc này quân bài đổ xuống, Tần Trọng Hải đưa tay ra bắt lấy, bạo giống một tiếng, quát hỏa tham đao. Mọi thanh âm đều im lặng. Tần Trọng Hải cao tám thước, cao hơn thiên tháp một chút, hắn giơ tay phải lên tháp, trong im lặng, mọi người đột nhiên nghe thấy có tiếng vang lộc cộc, từng tiếng một giống như có vài giọt nước đang nhỏ giọt. Tống công mại kinh ngạc đến gần thiên tháp, hắn thân hình cao lớn, cúi đầu một chút đã có thể nhìn thấy tình hình trên đỉnh tháp. Tình huống đập vào mắt, tống công mại hắc một tiếng, sắc mặt biến đến thảm đạm, chắp tay nói, thần kỹ. Thần kỹ, tại hạ bội phục, những người trong sân nghe lời này đều cảm thấy kinh ngạc, cao thiên uy không muốn chịu thua, nghe được lời này, nhất thời cười lạnh một tiếng, hắn thân hình thấp bé, nên cầm thiết thương leo lên đỉnh tháp để nhìn. Liền như vậy nhìn lên, Cao Thiên Uy cũng hít hà một hơi, nhất thời ngã xuống dưới. Môn nhân đệ tử giới đài vô cùng kinh ngạc, rất nhiều người cúi đầu thăm dò. Quyền 12 chương 8 song hùng hội, hồi 2. Mọi người chăm chú nhìn xuống, đều lớn tiếng kinh ngạc cảm thán, nhìn thấy khói đỏ từ đỉnh thiên tháp bay ra, hơi nóng tràn ngập không khí, Quân bài trong tay Tần Trọng Hải đã tan chảy, những giọt sơn đỏ lớn rơi xuống, chạm vào đỉnh thiên tháp, sơn màu đỏ biến thành một chất keo dính. Khi dính vào chiếc chén cong của Tống Công Mại, lập tức mương tụ thành hạt, giống như một ngọn nến tan chảy. Tần Trọng Hải nhẹ nhàng đặt quân bài trên tay xuống, dựa vào lớp sơn đỏ đã dính, nhất thời dính chắc vào chén, lắc lư một hồi, cuối cùng cũng ổn định lại, giống như một ngọn nến. Mọi người kinh ngạc không biết nên nói gì, muốn nói tần trọng hải gian lận, lại cũng coi như hợp quy củ. Thứ nhất hắn không hề đánh sập thiên tháp, thứ hai hắn cũng hạ quân bài một cách chắc chắn, xem như đã vượt qua. Nội lực của tần trọng hải thật đáng kinh ngạc, sức nóng trong lòng bàn tay của hắn thực sự có thể đốt cháy sơn đỏ, trường lực giống như một bàn ủi. Tống công mại tự biết không địch lại, hắn lắc lắc đầu, thở dài, không thể tưởng được thiên hạ có võ công bậc này, tại hạ thật là mở rộng tầm mắt. Tần tướng quân, vì kỹ năng của ngươi hơn hẳn người thường, hãy dẫn người đi đi. Tần trọng hải cười lớn nói, lão huynh nói chuyện sảng khoái, tần mỗ bội phục vô cùng, ngày sau gặp gỡ thần đao môn đồ, lão tử sẽ giết ít đi hai người. Tống công mại hắc một tiếng, trong mắt hiện lên lửa giận, nhưng hắn đã đồng ý để người rời đi, cũng không thể đổi ý, hắn nhắm hai mắt, xua tay nói. Tướng quân không cần lắm lời tranh cãi nữa, đi đi thôi. Giữa tiếng cười lớn của Tần Trọng Hải, ba người đang chuẩn bị rời khỏi đài, Thanh Y Tú Sĩ đi tới bên cạnh Nguyên Dịch, đột nhiên nói: "Đạo huynh, lần này tai họa sắp đến gần, các hạ trước sau giữ gìn bổn sơn, tuy không cứu đổ nhi ta, nhưng tâm ý ngày hôm nay, Đường Sĩ Khiêm đã nhận." Nguyên Dịch nghe thấy hắn xưng hô bằng tên cũ, đồng thời nhìn thấy hắn cùng bọn người Tần Trọng Hải rời đi, nhịn không được cả kinh nói, ngươi. Ngươi muốn gia nhập nộ thương sơn. Thanh y tú sĩ cười nhạt, người trong chính đạo chỉ thường thôi, trước kia chắc lăng chiêu còn sống, tuy rằng giết người như ma, cũng không phải là kẻ máu lạnh bỏ đá xuống giếng, cùng nhóm người này làm bạn, chẳng phải thẹn với thần linh. Nói xong, phất ống tay áo xoay người rời đi. Nguyên dịch thẹn trong lòng, tự biết vô pháp khuyên bảo, nên chỉ cúi đầu im lặng không nói gì tám tông phái chính giáo không muốn thất hứa tống công mại cũng đã đồng ý để đối phương rời đi chỉ có trúc lão phụ hết trói tai làm sao bà ta có thể không tức giận khi nghe tin kẻ thù cũ của mình sắp rời trang viên một cách nhanh ngang đám người tần bá tiên đã giết chết ba đứa con trai của bà ta vốn là kẻ thù truyền kiếp của bà ta hận ý nơi nơi thẳng tựa lỗ chân lông toàn thân đều dựng lên bà ta vọt đi lên thét to mọi người hãy coi chừng đám tặc tử này đừng bỏ sót một tên nào. Tần Trọng Hải nhận ra bà già này trước đây đã xúc phạm mẹ đẻ của mình nên vô cùng tức giận, lập tức bóng người bay lên, bay thẳng về phía Trúc Lão Phụ. Tất cả những người có mặt đều chấn động khi nhìn thấy đòn tấn công hung hãn của hắn, bà lão tuy bị thương nhưng kẻ thù đã đến, sao có thể sợ. Ẩm ý giận kêu, tặc từ, ta giết ngươi. Nhìn thấy Tần Trọng Hải bay về phía mình, trúc lão phụ dương cao thiết thương đánh về phía tần trọng hải một tiếng keng vang lên ánh lửa hiện lên lưỡi kiếm đỏ rực đánh tới làm vỡ thiết thương của bà ta lưỡi đao nơi nơi lại hướng ngực chém tới nếu đao này chảm thật e rằng trúc lão phu nhân này sẽ bị chém thành hai đoạn bị chết thảm không nói nổi đám người cao thiên uy hình huyền bảo nguyên dịch có tâm cứu giúp lại đều chậm một bước bóng vàng lóe lên người phát chiêu thức sau mà tới trước kéo bà ta ra. Tuy nhiên khi đao chém xuống, Tần Trọng Hải đã khoét một rãnh dài sâu ba thước trên mặt đất. Tần Trọng Hải thấy có người tới ngăn cản, cũng không nói một lời, lập tức lại phát một đao, lưỡi đao chém ra, ngọn lửa nóng rực tràn ngập bốn phía, đó là tuyệt nghệ được phương tử kính truyền lại, hỏa tham hư phong trảm. Người đối diện nọ phất tay áo, phát ra một tiếng vù nhỏ, dòng khí truyền ra, đẩy ngọn lửa sang hai bên, lửa lóe lên, sức nóng cực kỳ bức người, cũng xua đi hư phong liệt trảm của Tần Trọng Hải. Mọi người vội nhìn người nọ, lại thấy người đó mặc áo hòa thượng, dáng vẻ trang nghiêm, chính là trụ trì của Tung Sơn Thiếu Lâm, đứng đầu tứ đại kim cương, linh trí đại sư. Nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của ông, mọi người trong sân nhất thời châu đầu ghé tai, thảo luận sôi nổi. Pháp hiệu linh trí có chữ trí, Gầy thường nhìn như cổ hủ, nhưng thực ra ông được coi là một nhân vật mưu lược trong Phật giáo. Giờ phút này ông đột nhiên xuất hiện, đám người thanh y tu sĩ, Tần Trọng Hải và Hạng Thiên Thọ ở giữa sân đều cảm thấy kinh ngạc, đều không biết ông có mục đích gì. Ngay cả những người chính giáo như Nguyên Dịch, Hình Huyền Bảo, cũng như các tông chủ gia tộc như Tống Công Mại, Cao Thiên Uy cũng cảm thấy khó hiểu. Chỉ nghe Linh Chí chắp tay nói, "Tần tướng quân, nữ thí chủ này nhất thời mau miệng, cũng không có gì đáng chết. Còn thỉnh tướng quân dơ cao đánh khẽ. Tần Trọng Hải còn chưa kịp trả lời, lão phụ kia đã tức giận hét lên, cẩn thận miệng lưỡi của ngươi, chúc gia trang ta có thủ sâu như biển với nhóm người này, muốn tha cho chúng sao? Bà ta muốn lật bỏ thế của linh trí, nhưng dưới sự trấn áp của vị cao tăng này, không thể phát huy được chút sức lực nào trên cơ thể, chỉ đỏ mặt thở hồn hền, trông rất tức giận. Tần Trọng Hải không biết linh trí đến lúc nào, hắn trong lòng âm thầm kiên kỵ, trong miệng lại lạnh lùng thốt. Lão tặc bà nếu không chịu nhận ân huệ của trụ trì, chốc lát cứ ra tay, muốn mềm muốn cứng, tần mỗ sẽ phụng bồi đến cùng. Thân ảnh chợt lóe rồi lao về đứng bên cạnh thanh y tú sĩ, trong quá trình đó còn đá ngã ba đệ tử của Trúc Gia Trang. Mọi người đều thầm sợ hãi khi thấy hắn di chuyển tự nhiên, võ công xuất thần nhập hóa. Giữa sân to như vậy chỉ còn duy nhất một người là trúc lão phụ, đang la hét ầm ĩ, chửi bới không ngừng. Linh trí bất ngờ đến, tình thế lại thay đổi. Thanh y tú sĩ tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Linh trí đại sư, ngài cũng muốn ngăn cản chúng ta sao?" Linh trí chắp tay cười nói: "Đệ tử Thiếu Lâm nhân từ, sao có thể có ý như vậy, chỉ là chúng ta thấy các vị thí chủ hảo tâm xây tháp, thực làm tiểu tăng ái mộ." có thể chơi với hòa thượng thiếu lâm một ván không, xem như thành toàn tâm ý của chùa ta. Lúc này, linh trí đề nghị kết thúc, mọi người đều ngạc nhiên, trước đó tất cả các hào hán đã chiến đấu hết mình, lộn ngược quân bài, treo những chiếc chén kỳ lạ lên không trung, nhỏ giọt sơn đỏ, tháp có thể kéo đến thời điểm này mà vẫn còn nguyên vẹn không phải là điều dễ dàng. Thanh y tú sĩ không biết tại sao linh trí lại muốn rơi vào biển khổ này, liền tự cười, gật đầu nói, Phương trượng nếu có thể phá giải kết cục này, tại hạ tự cũng thấy vui mừng, vậy xin mời đi. Linh trí chắp tay mỉm cười gọi, Linh chân sư đệ, làm phiền ngươi lại đây đi. Mọi người nghe nói thiếu lâm còn có hảo thủ ở đây, vội vàng nhìn xung quanh, quả nhiên thấy vài tăng nhân bước lên đài, đúng là tứ đại kim cương linh định, linh âm, linh chân tống công mai thầm kinh ngạc, không biết họ đến từ khi nào, bản thân mình còn không nhận ra điều đó. Xem ra Võ Lâm chỉ cần có Thiếu Lâm Tự, tứ đại gia tộc nếu muốn xưng hùng xưng bá, sợ là sức chưa tới. Đang suy nghĩ, Linh Chân đã chắp tay bước tới, cúi đầu nói với mọi người: "Thanh y trưởng môn, không phải ta muốn gây phiền phức ngài, chỉ là nhóm người nộ thương sơn này không chuyện ác nào không làm. Phương trượng chúng ta sợ ngài bị ảnh hưởng xấu mới muốn ra tay, thỉnh ngài đừng tức giận." Thấy vẻ mặt chân thành của hắn, cũng không có vẻ làm bộ thanh y tú sĩ lập tức chắp tay cung kính nói, đại sư cứ việc động thủ, tại hạ rửa mắt mong chờ. Trong sự im lặng mọi nơi, tất cả mọi người đều đang chờ xem Linh chân sẽ làm gì, chỉ thấy hắn nhắc quân bài chậm rãi đi về phía bên cạnh thiên tháp, lúc này trên đỉnh tháp có một quân bài bị uốn cong, và một quân bài không có hình dạng ở phía trước, trong thời gian ngắn tòa tháp sẽ tự sụp đổ, mọi người đều biết Linh chân là một hòa thượng lỗ mãng, không được thông minh cho lắm tự hỏi hắn làm thế có thể giải quyết tình huống này. Mọi người nín thở ngưng thần, nhưng nhìn thấy Linh chân bước tới, từ từ đặt quân bài xuống, đầu dưới được nối với quân bài mà Tần Trọng Hải đã đa. Động tác của hắn nhẹ nhàng chậm rãi, môi thì thầm niệm không ngừng, trên mặt mơ hồ nổi lên hắc khí, tuy đang là ban ngày lại giống như quỷ hồn nói chuyện. Người này vốn là một người thống khoái dũng cảm, nhưng bộ dáng hiện tại lại làm người sờn tóc gáy mọi người đều âm thầm sợ hãi từng người lùi lại một bước thiên tháp đã bị hư hại nặng nề hơi có gió thổi cỏ lay liền sẽ sập xuống trong tình thế như vậy không biết linh chân có thể làm gì khác nhưng có vẻ như hắn rất nghiêm túc với việc đó không giống như trêu chọc mọi người đang lúc nghi hoặc chợt nghe một người cả kinh nói vết rách thiên tháp nứt ra rồi tiếng chưa tất lại một người la hoảng lên mọi người giật mình vội vàng nhìn về phía thiên tháp thấy trên đỉnh tháp xuất hiện vô số vết nứt nhỏ lan xuống phía dưới như mạng nhện tách ra bốn phương tám hướng thanh y tú sĩ run giọng nói nê lê gia linh trí mỉm cười gật đầu nói đúng là nê lê gia thí chủ quả nhiên hiểu biết uyên bác tiểu tăng bội phục tống công mại cũng là danh nhân võ lâm nghe được hai người bọn họ đối đáp nhất thời sắc mặt đại biến run giọng nói các ngươi đang nói về thần công cấm truyền của thiếu lâm. Mắt thấy linh trí không tỏ ý kiến, tống công mại lùi về sau một bước, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nê -lê -gia là tiếng phạn có nghĩa là địa ngục, trong tiếng Hán, tên đầy đủ là Nê -lê -gia thập bát địa ngục kinh, là một trong năm thần công cấm truyền của thiếu lâm, nhìn sắc mặt linh chân nổi lên hắc khí, môi trầm giọng niệm kinh, nội lực cuồn cuộn không dứt phát ra thực sự khiến tất cả các quân bài do cây bách đỏ tạo ra đều vỡ vụn. Âm kính chuyển đến, quân bài trong tay đã vỡ tan thành mùn cưa ngay cả kim giác trùy của thanh y tu sĩ, loan nhi oản của tống công mại và lạn cốt bài của tần trọng hải đều nằm giải rác như bột trên đỉnh. Chỉ là mặc dù nội lực của Linh chân rất mạnh mẽ, nhưng những quân bài phía dưới vẫn đứng thành hình tháp, không hề sụp đổ, như một đường thẳng đạp đất, nhìn thấy nội lực này hung ác như vậy, chẳng trách lấy hung danh tương xứng nê lê ra. Mọi người có mặt tại đây chưa bao giờ gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy, đều run rẩy. nghiêm tùng tuy là cao thủ, nhưng hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra chơi thông thiên tháp có thể đạt tới cảnh giới này. Không cần phải nói, giờ phút này đã lầm bầm một mình, biểu cảm mơ hồ. Linh trí mỉm cười chắp hai tay lại, quay về phía thanh y tú sĩ nói, linh chân sư đệ đã xếp quân bài, thỉnh thí chủ ra tay. Thanh Y Tú sĩ hắc một tiếng, ông nhiều năm đeo mặt nạ, sắc mặt tự nhiên tái nhợt, nghe xong những lời này, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Sau khi nội lực của Nê Lê gia đi qua, tháp bài đã trở nên giống như một tòa tháp cát, nếu chỉ cần tác động nhẹ từ bên ngoài, nó sẽ sụp lở xuống đất, chưa kể đến sự va chạm của các quân bài, chỉ cần trong chốc lát gió thổi cỏ lay, mưa và sương ngủ cũng sẽ khiến tòa tháp sụp đổ. Dưới năm thần công cấm truyền của Thiếu Lâm, Đối thủ không có cơ hội sống sót. Linh Trí thấy ba người nộ thương sơn không nói gì, mỉm cười nói, Thanh Y trưởng môn, sư thúc ta không có ý gì khác, lần này ra lệnh cho chúng ta xuống núi, chỉ muốn tỉnh trưởng môn đến chùa một lần, lấy cầu thiện tẫn tiền duyên, không biết ý trưởng môn như thế nào. Thanh Y tú sĩ chuyển xem cục diện, giờ phút này thiếu lâm võ tăng quần tụ, song tăng Linh Trí, Linh Định càng là tuyệt đỉnh cao thủ võ công của hai người này được đánh giá ngang hàng với tứ đại tông sư. Nếu hợp lực để tấn công, chính mình dù cho khinh công cao tuyệt cũng khó trốn thoát. Hơn nữa còn có những cao thủ chính giáo khác như Tống Công Mại, Cao Thiên Uy, Nguyên Dịch, Hành Huyền Bảo như Hổ Dình Mồi. Ba người bên mình sao có thể trốn thoát khỏi đây? Thanh y tú sĩ thở dài, trước mắt chỉ có hai con đường đi, hoặc liều chết một hồi, để Tần Trọng Hải cùng hạng thiên thọ bồi chính mình táng thân tại Trúc Gia Trang, hoặc cùng về Tung Sơn Thiếu Lâm để thiên tuyệt quyết định vận mệnh của mình. Trước có lang, sau có hổ, tứ đại gia tộc hung ác âm hiểm, Thiếu Lâm thiên tuyệt hành sự tàn nhẫn, hai bên này đều không phải hạng người dễ đối phó, nhưng bọn họ làm sao có thể chạy trốn. Thanh y tú sĩ thoáng đánh giá, liền có phương án suy tính. Hắn chắp tay khom người, nói, phương trưởng đại sư, thỉnh ngài đại phát từ bi, để tần tướng quân và hạng đường chủ rời đi, ta sẽ theo ngài về núi, thấy thế nào? Linh trí chưa nói chuyện, đã nghe Cao Thiên uy quát, lớn mặt. Nơi này là Trúc Gia Trang, người ngoài ai dám ra lệnh? Linh trí nghe vậy khẽ cau mày, biết rõ tứ đại gia tộc chắc chắn muốn cướp người bên mình. Thanh y tú sĩ thở dài, phương trượng tín nghĩa rõ ràng, thiên hạ nổi danh, chỉ cần có thể đáp ứng thỉnh cầu của tại hạ, tự sẽ cùng chưa tăng quý chùa rời đi. Linh trí chưa trả lời, đám người cao thiên uy lại đã quát mắng, hét lên, thật là mộng tưởng, đừng nghĩ có thể đi đâu cả, người chỉ có thể đi gặp Giang Thái Sư. Trong tiếng hét, hợt nghe một người lạnh lùng thốt, thanh y trưởng môn, ngài cần gì cầu xin những tên khốn này. Tần mỗ trăm cây ngàn đắng tới đây, đó là vì đưa ngài đi, há để người khác ức hiếp ngài. Mọi người vội vàng quay đầu lại, là tần trọng hải bước tới, hắn tay trái cầm đao thép, tay phải cầm quân bài, mắt nhìn thiên tháp, thần thái cực kỳ sát khí. Linh trí nhìn thấy sắc mặt sát khí của hắn, lập tức cười nói, tướng quân, nếu muốn phá giải kết cục này, cũng là có thể, không bằng người ta cũng đánh cuộc. Thanh y tú sĩ nghe đánh cuộc, trong lòng rất sợ tần trọng hải rơi vào bẫy, vội vàng nói, tần tướng quân, chuyện này không liên quan gì đến nội thương. Người không cần để ý, mau đưa hạng đường chủ rời đi. Còn chưa kịp nói gì, đột nhiên nghe thấy tần trọng hải gầm lên như sấm, thiêu. Hắn giơ quân bài trong tay đập mạnh vào tòa tháp, trong phút chốc rút đao ra khỏi vỏ. Xung quanh hắn có những tia lửa hoa cao năm thước, ánh lửa lóa mắt, tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ, bao bọc lấy hắn. Ngày hôm đó, tòa tháp bị lửa hoa tấn công, lập tức bốc cháy, quân bài ném trước đó đã bay được nửa đường sớm đã bị thiêu đến không thấy bóng dáng, ngay cả cho cũng không còn sót lại. Mọi người trên đài dưới đài nhìn thấy sự việc kỳ lạ như vậy, đều kinh ngạc kêu lên, lúc này mới hiểu rằng thanh đao của tần trọng hải ẩn chứa nội lực thâm hậu, khi nó được phóng ra với lực như vậy, khiến thiên tháp bốc cháy dữ dội. Mọi người giữa sân đại kinh thất sắc, đột nhiên rơi vào hỗn loạn. Chiêu thức này chính là hỏa tham đao thập nhị thức, khai thiên đại hỏa luân thiên tháp bị phá hủy, người chính giáo đều đổ mồ hôi chán, không biết phải làm sao, Cao Thiên Uy ở một bên hét lên, gian lận. Tiểu tử này phạm húy. Tần Trọng Hải không để ý đến những người khác, gấp lại hai tay đặt lên ngực, lạnh lùng nhìn Linh Trí nói, Lão Phương Trượng, từ khi ngươi đánh cha ta, 30 năm qua dù chúng ta có làm gì đi nữa, các ngươi luôn là nhìn không thuận mắt. Không bằng hôm nay ta ngươi quyết chiến một trận, thống khoái đua sinh tử một hồi, Ngươi nghĩ sao? Mọi người thấy hắn cản rỡ, lời nói kiêu căng, không để người chính giáo vào mắt chút nào, đều cảm thấy chấn động. Linh chân vốn ở một bên đứng nhìn, nhưng thấy tần trọng hải kiêu ngạo như vậy, hắn không khỏi tức giận, lớn tiếng nói, phản tặc lớn mật, trước mặt phương trượng còn dám cuồng ngôn như vậy. Để người Phật ra tới giáo huấn tên cuồng đồ này, hắn bạo giống một tiếng, thoáng chốc chúng tăng đồng loạt lấy ra binh khí, lần lượt từ trong đình chạy ra, dưới đài mấy trăm hảo thủ chính giáo cũng lớn tiếng hô quát, vây quanh đám người Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải nghiêng đầu nhìn dưới đài, cười lạnh nói, ta nói rõ ràng, đám tặc tử các ngươi có rất nhiều người, đương nhiên có thể giết chết ba người chúng ta, bất quá tần mỗ ở đây lập giấy sinh tử, hắc hắc, hôm nay ta đại khai sát giới, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, muốn ba trăm người các ngươi cùng chôn với ta. Nói xong, dâu tóc xõa ra vẻ mặt như ma vương trong lòng mọi người đều kinh sợ khi nhìn thấy ánh mắt hắn hạng thiên thọ sau khi nghe xong lập tức đá mũi chân khuấy động một lượng lớn đá trên mặt đất những viên đá nhảy lên ngực hạng thiên thọ búng ngón giữa vô số đá bay ra xuống dưới đài hắn biết cao thủ chính giáo nhiều như mây nếu không thể giết một hoặc hai người trước để lập uy khó có thể dọa được đám đông lập tức hắn đã dùng toàn bộ nội lực của mình đổ vào hàng chục viên đá bay thẳng như thiên thạch tấn công mọi người thoáng chốc bức cho đám người dưới đài kinh hoàng bỏ chạy hiện trường hỗn loạn bỗng nghe tần trọng hải bạo giống một tiếng bay ra ngoài nhắm thẳng chém vào trán cao thiên uy cao thiên uy không nghĩ tới hắn sẽ đả thương người bị giật mình bất ngờ ngã xuống nhanh chóng lăn về phía sau một tiếng nổ lớn vang lên đài bị chém thành hai đoạn toàn bộ mọi người bị quăng ngã. Thoáng chốc gà gáy chó sủa, tiếng người ồn ào, đã thành đại loạn. Trong lúc hỗn loạn, sân sau trang viên bùng lên một ngọn lửa lớn, không hiểu sao bốc cháy, tần trọng hải biết thường tuyết hận đã thành công, vui mừng khôn xiết, lập tức hét lên, huynh đệ nộ thương, hôm nay huyết chiến trúc gia trang. Lúc này lửa đang hoành hành, rất nhiều người đang đánh nhau, đám người tần trọng hải dùng hết sức lực xông ra, Tứ đại gia tộc đều phái cao thủ đến ngăn cản, đa pháp của Tần Trọng Hải rất hung ác, thành y tú sĩ thân như quỷ mị, hạng thiên thọ cũng quyền cước tàn nhẫn, tình cảnh hung hiểm dị thường. Tần Trọng Hải giết đỏ cả mắt rồi, lao thẳng vào đám người, lập tức lôi ra một người, chính là trúc lão phụ kia nhưng nghe Tần Trọng Hải lạnh lùng nói, "Lão bà, vừa rồi ngươi đã sỉ nhục mẫu thân ta, lão tử ta hôm nay bắt tiện bà nhà ngươi khai đao." cũng có thể tế bái mạng người oan uổng của mẫu thân và ca ca ta. Trúc lão thái đầy mặt kinh hoàng, thét chói tai liên tục, mọi người hai bên đều muốn xông ra cứu giúp, nhưng lại sợ tần trọng hải một đao chém chết bà ta, mọi người nhìn nhau, lại không biết làm như thế nào cho phải. Trong lúc hỗn loạn này, chợt nghe một người cất cao giọng nói, chư vị khoan hãy động thủ. Xin nghe một lời của tại hạ. Thanh âm này thanh thúy yêu nhã, dễ nghe êm tai, nhất thời che đậy âm thanh giết chóc. Mọi người trong sân nghe những lời này từ từ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người từ cửa trang viên bước vào, dáng vẻ người này giống như giọng nói của hắn, trong trẻo du dương, như thể là một công tử cao quý. Tần Trọng Hải nhìn thấy người này không khỏi sừng sốt, người đến không ai khác chính là đồng môn ở liễu môn trước kia, Dương Túc Quan, được mệnh danh là Phong Lưu Tư Lang Trung chỉ thấy Dương Túc Quan bước tới trước mặt mình, khom người nói, tần tướng quân, vì người bên dưới, khoan hãy giết người. Năm trước Dương Túc Quan đến hình bộ thăm tù, đó là lần gặp mặt cuối cùng của hai người, tần trọng hải đang ở thời khắc sinh tử, sắp chết không thể nhận dạng được người, nhưng lúc này lại khí phách hang hái, chiến đấu điên cuồng với đồng bọn. Hai người tuy mới nửa năm không gặp nhưng khi gặp lại lại cảm thấy như cách nhau một thế hệ. Trông thấy cố nhân, tần trọng hải chậm tay lại, ngừng đánh, hắn hừ một tiếng, điểm nhẹ vào huyệt đạo của trúc lão phụ, đẩy về phía hạng thiên thỏ. Tứ đại gia tộc vẫn còn muốn tiến lên đoạt người, chúng tăng thiếu lâm lập tức chặn đường, ngăn cách hai phía. Đang lúc hoàng hôn, dương túc quan đứng giữa sân, ánh nắng chiều chiếu rọi, càng có vẻ ngọc thụ lâm phong. Hắn nhìn quanh sân, chắp tay trước tần trọng hải, thở dài, tần tướng quân, kinh thành vội vàng chia lìa, người vẫn khỏe chứ. Tần Trọng Hải chỉ vào chân sắt của mình, cười lạnh nói, Dương Lang Trung cũng tới bắt ta sao. Dương Túc Quan lắc đầu nói, may mắn làm bạn cũ, có thể nào tuyệt người đường sống. Hôm nay ta phụng mệnh sư phụ, có một vật muốn đưa cho tướng quân. Thiên Tuyệt Tăng và Bồn Sơn có thủ án, nào có thứ gì tốt đưa cho mình. Tần Trọng Hải cười nói, sư phụ ngươi muốn đưa ta thứ gì? Một cây đao dính máu sao? Dương túc quan lắc đầu thở dài, tướng quân chớ có lòng nghi ngờ, chúng ta tuyệt không có ác ý. Nói đưa tay vào ngực, lấy ra một phong thư, dùng hai tay đưa cho Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải không hề nghi ngờ, liền lấy phong thư ra đọc lớn. Quân tử gặp nguy hiểm, mối thủ quốc gia khó nguôi nghe nói mấy ngày trước ngài đã dơ đao nổi loạn muốn phân tranh cao thấp sưng hùng thiên hạ bần tăng bình bồ đề phật tâm vì thiên hạ thương sinh tỉnh mệnh hy vọng ngài có thể đi đến tung sơn đạt ma viện lấy cầu chính quả thiếu lâm thiên tuyệt khấu đầu tần trọng hải niệm đến miệng khô lưỡi khô nhất thời kêu một tiếng nói hắn đang nói cái gì văn chương của hắn vốn kém cỏi mặc dù không mù chữ nhưng bức thư này lại khá khó khiến hắn đầy mù mịt. Nghe xong lời này, thanh y tú sĩ không khỏi nhướng mày. Trước đây giữa nội thương sơn và võ lâm chính phái có vô số ân oán, thiên tuyệt tăng giờ phú này ra mặt mời, định là muốn hai bên kết thúc. Hạng thiên thọ từng bị thiên tuyệt tăng bắt giữ, lúc này khi nghe được pháp hiệu bốn chữ thiếu lâm thiên tuyệt, lại hơi run lên. Những người khác nhìn thấy cũng không biết hắn đến tột cùng là kinh là sợ, hay là là bi là hận. Tần Trọng Hải đọc phong thư mấy lần, cuối cùng cũng hiểu ra. Thiên Tuyệt mời hắn lên núi tụng kinh niệm Phật, đoán chắc có âm mưu nào đó nên cười nói: "Dương Lam Trung, sư phụ ngươi muốn ta tới học kinh Phật." Mẹ kiếp, hắn có tâm như vậy, vì sao không đi cảm hóa đám hôn quân gian thần hoàng đế và giang sung, lại đến gây chuyện với một tên thổ phỉ như ta? Hắn chỉ vào Dương Túc quan quát, quay về nói với lão nhân nhà ngươi, Tần Mỗ không chấp nhận thủ đoạn này. Dương Túc Quan lắc đầu nói, Tần tướng quân chớ nên tức giận. Theo lời của sư phụ nói, có một người nhiều năm ở núi ta nghe Phật pháp, có mấy câu muốn nói với Tần huynh, lúc này mới cho phép mời. Thỉnh chư vị nhất định phải vui lòng nhận cho. Tần Trọng Hải hừ một tiếng, chê cười nói, chúng ta có người ở Thiếu Lâm tự niệm Phật. Đó là ai? Chẳng lẽ là Ngôn Bát nương sao? Dương Túc Quan cười nhạt, quay đầu nhìn phương trượng linh trí, nói, phương trượng sư huynh, việc này ta không tiện nhiều lời, còn thỉnh huynh tới nói đi. Linh trí thở dài, nhìn thanh y tú sĩ từ từ nói, thanh y trưởng môn, người xuất gia không nói dối, người này cùng ngươi có quan hệ, ngày xưa còn cùng ngươi cũng xưng long phượng, ngươi hẳn là còn nhớ những chuyện cũ đúng không? Thanh y tú sĩ thần sắc nghiêm nghị, chỉ gật gật đầu, cũng không đáp lời, nhưng hạng thiên thọ lại sừng sốt, run rẩy nói, Chu quân sư ở thiếu lâm tư. Nộ thương sơn tìm long phượng vũ năm xưa phụ tá sơn chủ, chí lui vạn quân, quả nhiên là mưu thần uy chấn thiên hạ, nhưng hai mươi năm trước nộ thương bại vong, phượng vũ xuất ra cầu đạo, Tiềm long tung tích không rõ, bây giờ cuối cùng đã tìm được ngự tứ phượng vũ đường sĩ khiêm, rồi lại nghe được tiềm long ở trong tay thiếu lâm, ba người nộ thương trong lòng dùng mình, cảm thấy khó giải quyết dương túc quan không cần phải nhiều lời nữa giơ tay về phía tần trọng hải nói gia sư thành tâm ước hẹn còn thỉnh tần huynh dẫn huynh đệ sơn trại cùng nhau đến bái phật tệ chùa trên dưới hết sức trung thành chiêu đãi không dám có phần hào thất lễ tần trọng hải thầm nghĩ con mẹ nó hóa ra tiềm long ở trong tay tặc chọc thiếu lâm trong lòng hắn tuy bực bội trên mặt lại bất động thanh sắc chỉ nhàn nhạt nói dương lang trung đã hẹn rồi là bây giờ muốn chúng ta cùng ngươi trở về chùa sao? Dương Túc Quan cúi đầu chắp tay nói, sư phụ ta nói Quý Sơn có rất nhiều nhân tài, nếu chỉ mời ít ỏi một vài người không khỏi thất lễ. Vì vậy muốn mời tất cả huynh đệ ở Sơn Trại đến tệ chùa, nấn ná mấy ngày lại đi cũng không muộn. Nghe được lời này, mọi người nộ thương Sơn đều rất tức giận, theo ý tứ của Thiên Tuyệt Tăng, thực sự có ý định đánh sập toàn bộ Sơn Trại. Tần Trọng Hải cười lạnh nói, "Tôn sư thật là có khẩu vị rất lớn, nhưng trên người chúng ta có rất nhiều thịt, hắn có thể một miếng ăn hết sao?" Dương Túc Quan cười nói, "Tần huynh, nếu lo lắng sợ hãi thì không cần phải đến." Tần Trọng Hải thầm tính toán, Sơn trại phục hưng bất quá hơn tháng, nói đến căn cơ chưa định, hào kiệt khắp nơi phân tán tứ hải, có rất nhiều người chưa nghe nộ thương đã khôi phục sơn trại. Bây giờ nếu muốn phô trương thanh thế, cần khai chiến lập uy, Thiếu Lâm muốn lấy quy củ giang hồ mời chiến, có thể coi là một biện pháp tốt, một mặt sẽ tránh được nhiều binh mã tổn thương, mặt khác có thể đón quân sư của Bổn Sơn trở lại, cớ sao mà không làm. Sau khi võ công của Tần Trọng Hải đạt tới cảnh giới, hắn đã sớm muốn so tài với các hào kiệt thiên hạ, nghĩ đến đây, hắn lập tức cười lớn quát, "Được." Thỉnh Dương Lang Trung truyền lời trở về, nói rằng ngày 1 tháng 7 quỷ môn khai, huynh đệ nộ thương sơn ta sẽ đến thiếu lâm để tỏ lòng thành kính, cùng sư phụ ngươi nói võ nói văn, giảng cổ luận kim. Dương túc quan không người nói, tần huynh sảng khoái nhanh nhẹn, tại hạ ở đây thay gia sư cảm tạ Hai bên đã ấn định cuộc hẹn, Dương túc quan đưa tay chào khách, nói, chư vị có thể rời đi. Đám người cao thiên uy thấy hắn giọng khách át chủ, không khỏi mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tống đức quang càng là lớn tiếng kêu lên, Bọn đạo tặc này thật đáng giận, có thể thả họ rời đi sao? Dương Túc Quan khẽ gật đầu, chỉ vào trúc lão phủ, nói: "Chư vị, chúng ta đã định ngày gặp mặt, lúc này cũng không cần tranh cãi nữa, không biết các vị có thể nể mặt mũi sư phụ ta, buông tha vị bà bà này được không?" Tần Trọng Hải cười lớn nói: "Được, coi như nể mặt mũi Dương Lang chung. Hôm nay thả tặc bà này trở về." hắn thâm hận lão phụ đã khinh miệt mẫu thân của mình cố ý hung hăng khiển trách một phen nói rồi túm lấy cổ áo bà ta dỗi cánh tay vung lên ra sức ném bà ta giữa tiếng hét của lão phụ thân mình bay thẳng về phía đám người cao thiên uy đám người cao thiên uy thấy chúc lão phụ lao thẳng vào mình đà quá mạnh không dám dỗi tay đón đỡ liền tránh sang một bên linh trí đứng ở một bên mắt thấy tình huống nguy cấp lập tức ống tay áo nhẹ phẩy kinh lực nơi nơi lực tới đã bị tiêu diệt thân thể lão phụ kia rơi xuống đất tuy rằng người mang võ nghệ nhưng tần trọng hải lại tùy tay tóm lấy nội lực lượng xuyên qua kinh mạch trong cơ thể chỉ có khiến bà ta ngã xuống như chó ăn cứt đau khổ không gì sánh được tần trọng hải hét lên lão tặc bà này nói không lựa lời nên dạy cho một bài học bây giờ chúng ta đi thôi mọi người thầy tần dương hai người đã ước định biết rằng chính giáo sắp khai chiến với nộ thương sơn đến lúc đó hai bên long tranh hồ đấu, sẽ là một trận chiến lớn hiếm có trên giang hồ, lập tức tránh đường, không ai bước tới để ngăn cản. Trúc lão phụ kia hận nhất là đám phỉ nộ thương sơn, nghĩ đến cái chết của ba đứa con trai yêu quý của mình, nội tâm như muốn sôi trào, chỉ thấy bà ta một mình co rúm trong góc, trên mặt biểu tình đau khổ, trong miệng nói nhỏ, lại không ai biết bà ta đang nói cái gì. Dương Túc Quan nhìn thấy chính mình thuận miệng thỉnh cầu một cái, Tần Trọng Hải liền thả con tin, xem ra hắn vẫn niệm tình cũ với mình. Hắn nhìn bóng lưng Tần Trọng Hải, thấy hắn sắp rời khỏi trang viên, đột nhiên buột miệng nói, Trọng Hải. Tần Trọng Hải thấy hắn dùng cách gọi này trước gọi mình, trong lòng cũng xúc động, nhịn không được dừng bước lại, quay đầu nói, Dương Lang Trung còn có việc sao? Dương Túc Quan không nói gì mà chậm rãi bước tới, đứng sóng vai với hắn. Trời đã chạm vạng, hai người có tâm sự riêng cùng ngắm hoàng hôn trên bầu trời liễu môn nhị tướng văn dương võ tần đã cùng nhau trải qua bao sóng gió còn ít sao từ giờ trở đi hai người là địch không phải bạn nhân sinh thương hải tang điền thăng trầm tựa như một giấc mộng xuân những người biết họ đều thầm thở dài dương túc quan thấp giọng nói trọng hải người trách ta sao tần trọng hải lắc đầu cười vỗ vỗ chân sắt nói, theo cách nói của hòa thượng các ngươi, mỗi chúng ta đều có duyên pháp riêng, không đố kỵ, không oán hận. người có điều khó xử của ngươi, ta có mệnh số của ta, cho dù tần mỗ có chết dưới kiếm của ngươi, ta cũng sẽ không trách ngươi. Hoàng hôn đẹp vô cùng, ánh nắng chiều phản chiếu trên khuôn mặt họ, khiến người ta không thể mở mắt ra được. Dương túc quan nheo đôi mắt đẹp lại, đột nhiên nói, còn nhớ quán rượu nhỏ ở Kinh Thành không? Tần Trọng Hải cười lớn, đêm đó Dương Túc Quan mời, hai người uống đến say mềm. Đó là lần đầu tiên uống rượu cùng nhau từ khi quen biết, nhưng số phận lại chớ trêu như vậy. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Từ đó Tần Trọng Hải thân thể bị cắt xẻo, chịu khổ rời kinh, mãi đến nửa năm sau họ mới gặp lại nhau. Tần Trọng Hải vỗ vỗ vai hắn, trêu chọc, không nói cái khác, tử lượng của ngươi vẫn còn kém một chút, uống đến mức nôn mửa, khắp người bẩn thỉu còn muốn lão tử ta đưa ngươi về nhà, cũng thật xấu hổ. Dương Túc Quan cười lớn, giả vờ tức giận nói, không có chuyện đó, ngươi đừng nói bừa bãi. Hồi tưởng chuyện cũ, hai người đồng thanh cười to, Tần Trọng Hải nhớ mong Lưu Vân, ngũ định viễn, liền hỏi, mọi người mấy ngày nay thế nào? Ngươi cùng Lưu Huynh Đệ, ngũ chế sứ còn thường đi uống rượu không? Ngôn ngữ dường như mang vẻ háo hức, Dương Túc Quan cười nhạt nói, ngũ chế sứ được cử đến Liêu Đông, Lư Chi Châu cũng đã đính hôn. Mọi người bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian để uống rượu. Nghe được tất cả cố nhân đều mạnh khỏe, Tần Trọng Hải lộ ra mỉm cười, hỏi, tiểu tử vi tử tráng thì sao? Có sinh con chưa? Dương Túc Quan nói, hắn nhờ ta chuyển cáo một chuyện, nói ngươi thiếu hắn 500 lượng bạc. Tần Trọng Hải cười lớn nói, may mà hắn còn nhớ ta đã quên mất rồi hai người nói đùa một lúc dương túc quan đột nhiên thở dài nhìn xuống đất nhẹ giọng nói bảo trọng hẹn gặp lại ở thiếu lâm tự nói xong hắn quay người thấy đám người linh trí đang đợi mình nên tự mình bước tới tần trọng hải ngẩng đầu nhìn thấy thanh y tu sĩ và hạng thiên thọ cũng đang đợi hắn hắn bước tới đột nhiên trước mắt ánh sáng lóe lên ánh hoàng hôn chiếu xuống trên khuôn mặt hắn, trong phút chốc dường như đã trở lại một nơi quen thuộc ở kinh thành, chỉ cần đi qua hẻm nhỏ rẽ phải sẽ đến phủ liễu ngang thiên, nghe tiếng cười hào sảng, nhìn thấy những huynh đệ quen thuộc. Trong lúc mê mang, nước mắt đã thật sự trào ra. Tần Trọng Hải đi chậm lại, quay người lại nhìn Dương Túc Quan. Cũng vào lúc này, Dương Túc Quan tình cờ quay đầu lại, ngưng mắt nhìn vào hướng ngược lại mình núi xanh vẫn như vậy, hoàng hôn vẫn như vậy, mây trời vẫn như vậy, duy nhất bất đồng, chỉ có người cùng ta. Song hùng nhìn nhau, gật đầu rồi lập tức đồng thời quay người rời đi. Thiên hạ anh hùng, duy ngươi ta. Đó là tháng 6 năm cảnh thái thứ 33, đêm trước của trận chiến thiếu lâm. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.